đợi đã đến. Hiện tượng âm nhạc được chờ đón. Solo cùng Bolero được ra mắt vào tháng 7 năm 2014. Solo cùng Bolero trở thành chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về nhạc Bolero trên sóng truyền hình. Trải qua 6 mùa giải, chương trình đã phát hiện được nhiều giọng ca triển vọng, hiện thực hóa ước mơ của nhiều bạn trẻ, tiếp nối 6 mùa giải với những dấu ấn đặc biệt. Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7 độc đáo hơn, mới lạ hơn, hấp dẫn hơn. Vượt qua hàng ngàn thí sinh, trải qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao trên toàn quốc, 32 giọng ca triển vọng đã được xác định. Ai sẽ trở thành tân quán quân cùng giải thưởng 100 triệu đồng? Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Ngay bây giờ, hãy cùng hướng về sân khấu của Solo cùng Bolero. Xin chào, tôi là Phương Hiếu. Nồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn đang đến với Solo cùng Bolero. Kính thưa quý vị và các bạn, 32 thí sinh đã có mặt tại sân khấu này là 32 gương mặt xuất sắc nhất đã vượt qua hơn 4.000 thí sinh trên toàn quốc để có mặt ở vòng hội tụ của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7. Các bạn đến từ nhiều độ tuổi, nhiều tỉnh thành, công việc lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, lại có cùng một khát khao, đó chính là chinh phục ngôi vị cao nhất của mùa giải danh giá. Và để tìm ra gương mặt xứng đáng nhất, chắc chắn không thể thiếu một thành phần cực kỳ quan trọng của mỗi mùa giải, đó chính là ban giám khảo. Vậy họ là ai? Hãy cùng chào đón giám khảo của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7. Chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón vị giám khảo đầu tiên, ngôi sao ca nhạc Đàm Vĩnh Hưng. Tiếp theo xin được chào đón danh ca Phi Nhung. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Và đây thưa quý vị, bộ ba giám khảo quyền lực của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Và bây giờ ban giám khảo đã sẵn sàng, tất cả chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Tôi xin được tuyên bố Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7 chính thức bắt đầu. Tại vòng hội tụ, 32 thí sinh sẽ trải qua hai phần thi đơn ca và song ca. Ở phần thi đơn ca, thí sinh sẽ chọn một trong ba vị giám khảo đưa ra thử thách bài đơn ca dành cho mình. Tại phần thi song ca, hai thí sinh sẽ được bắt cặp và đối đầu trong tiết mục kết hợp với đàn guitar. Thế là dự thi chúng ta đã rõ, ngay bây giờ hãy cùng đến với cặp thi đấu đầu tiên ngày hôm nay. Đó chính là Trần Thế Hải, năm nay 34 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và Anh Quốc, 29 tuổi, đến từ Bến Tre. Chúng ta cùng làm quen với Trần Thế Hải trước. Trần Thế Hải hiện tại đang là diễn viên sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh. Hải tự tin vào giọng hát ngọt ngào vượt trội của chính bản thân mình. Đặc biệt, Thế Hải thần tượng một trong những giọng ca réo rắt đậm đà vị Bolero, đó chính là danh ca Hoàng Oanh, thưa quý vị. Và để xem là Trần Thế Hải sẽ lựa chọn giám khảo nào. Mời Hải. Và lựa chọn của Trần Thế Hải đây chính là giám khảo Phi Nhung. Cho chị nghe cái giọng của em thử đi. Ngày đôi ta quen nhau tuổi còn thơ, đi học chung một giờ. Nếu em thương thí sinh, anh nghĩ em không nên chọn bài Ngại Ngùng. Thật ra chất giọng của bạn này hát nhạc slow rock sẽ hay hơn là rumba. Em cũng có ý định như anh, em đặt giờ xa lắm giờ rồi. Giờ xa lắm rồi. Bây giờ hãy cùng làm quen với thí sinh còn lại. Thưa quý vị, anh Quốc, công việc của bạn hiện nay đang là luật sư. Và 23 năm qua, anh Quốc luôn xem âm nhạc là người bạn thân. Những giai điệu của Bolero đã hấp dẫn anh Quốc trong quá trình trưởng thành. Và anh Quốc ước rằng mình sẽ là một giọng ca ngọt ngào tươi mới của dòng nhạc Bolero tại mùa giải thứ 7 này. Và để xem anh Quốc sẽ lựa chọn giám khảo nào. Xin mời. Xin mời anh Vinh lên tiếng. Chắc cho anh nghe một câu đi hả? Nghe đúng luật rồi. Sư, luật sư phán một câu coi luật sư. Gõ cửa trái tim vạn em được vào. Dù tình xót xa chung thân huyệt đào. Ngủ vùi với chim bao
nhịn lòng mắt xanh xao, nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Cái khúc đầu thì anh chưa thấy có đúng cái rồi. Cơ sở lắm, một cái câu sau á. Có, đúng rồi. À thì thôi em chọn em có chữ em đi, con đường xưa em đi. Ok. Yeah. Dạ, ca này hay đó nha. Thưa quý vị, để xem cuộc đối đầu cực kỳ ghê cấn này sẽ như thế nào. Cửa đã mở, xin mời Trần Thế Hải. Bolero kỳ này chơi hay ạ. Quen thì chưa nói yêu, không lẽ đôi tình chỉ bấy nhiêu. Quen nhau từ kiếp xa nào rồi, yêu thương chưa hé môi thành lời mà sao không nói. Lên ngát môi nhưng vẫn chưa tròn chuyện lứa đôi. Mai đây mình nếu không vẹn thề, buông xuôi dòng nước trôi chẳng về đường hai lối. Dẻo chi cùng bé bạn quên đi chuyện dở dang. Dĩ vãng nào nguôi, yêu thương đến đi rồi, buông tay đã không lời, giờ trả lại nhau thế thôi. Cho đến bao giờ tôi mới quên, trang giấy chưa khô dòng nhớ em. Ai đi mong thắm xin nụ cười, tôi đi để cố quên một người giờ xa lắm rồi. Mong thắm xin nụ cười, tôi đi để cố quên một người giờ xa lắm rồi. Ai đi mong thắm xin nụ cười, tôi đi để cố quên một người giờ xa lắm rồi. Đường xưa em đi vang lên mái tộc thề, ngõ hồn dâng tai tê. Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về, lối mòn anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng cô
một người xa cuối trời. Nơi đây thao thức canh dài e ấp đêm ngày, mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa, dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi. Thời gian có quên gì đã mòn xưa vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh quán ven đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Ghi một đêm trăng thanh quán ven đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Và bây giờ hãy cùng xem khảo sát lợi thế phần thắng đang tạm nghiêng về thí sinh nào. Thưa quý vị, lợi thế khảo sát chính thức đã nghiêng về Trần Thế Hải. Hy vọng rằng chàng luật sư bùng nổ hơn nữa trong phần thi quyết định. Màn đối đầu giữa hai bạn bắt đầu. Tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoáng trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cô nhân về chợt đâu đây vòng đưa. Công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bối xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dưng trời mưa bỗng nghe mặn môi. Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau cố nhân u sầu. Lẻ loi
day dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi. Nỗi niềm truyền tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sầu. Nỗi niềm truyền tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau quý vị, đó là phần dự thi quyết định của Anh Quốc và Trần Thế Hải. Ở phần này, chúng ta sẽ nghe nhận xét của vị giám khảo, không phải là hai vị giám khảo đưa ra quyết định bài hát cho các bạn ở phần hát đơn. Và bây giờ, xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng sẽ là người nhận xét về hai ca này. Ok, về em Thế Hải ha, tôi ghi ở đây những cái gạch đầu dòng như sau: thái độ hát rất là bình tĩnh, vững vàng, hát tốt nè, rồi cảm xúc nè, phân bổ hơi và lực rất là ổn. Song song ca nè, hãy làm cho anh hơi buồn cười một chút. Tới lúc mà hát, Hải đi tới, hãy vỗ vai bạn này và hát cái câu của mình, giống như là em đang nói chuyện, em chuẩn bị chia tay với nó vậy đó. Cho nên là phải tinh tế, phải nói nhìn hai thằng bạn nó kiểu cách thái độ nó khác hơn một chút. Anh đang nói nó vui và chắc chắn là Hải sẽ nhận ra điều đó, đúng không? Đó là những gì mà anh quan sát và nhìn thấy. Rồi anh Quốc, anh nói vui một xíu nha, em sẽ là người hát hay nhất trong luật sư đoàn Bến Tre nha. Anh nói trước, anh nói vui, anh nhìn thấy một cái sự đam mê dành cho âm nhạc của em rất là rõ ràng và nó lộ liễu luôn á, trong ánh mắt em và cách em hát. Nó không một cái âm mưu, không một tham vọng gì, nó quá xa, nó chân phương đến mức mà có những câu hát nó hơi mất màu sắc của dòng nhạc bolero một chút xíu. Đó là cái anh công tâm nhìn thấy. Và câu trả lời để không cần MC chất vấn, tôi sẽ nghiêng về phía bạn Hải nhiều hơn. Anh Vũ Thành Vinh, anh thấy như thế nào với cậu luật sư hát bằng một cái tình yêu trong veo dành cho bolero như thế này thưa anh? Và anh hài lòng hay không với quyết định lựa chọn bài hát của mình? Quá hài lòng. Đầu tiên là xin chào hai cậu hai. Hình ảnh rất là đẹp nha. Anh thích như vậy đó, thanh niên mặc đơn giản, hát bolero sang trọng, nhìn rất là dễ có cảm thụ. Chết cha, vậy là anh Vinh không thích anh rồi đó. Anh Quốc, thật ra thì anh cũng rất cần một cái chất luật sư như vậy. Thứ nhất là nghe luật sư lên sân khấu là anh thấy sang rồi. Cái giọng này thêm một số kỹ năng nữa, bản năng đã có, thêm số kỹ năng, anh tin là em sẽ cũng có cái màu sắc để khán giả đón xem. Chị Phi Nhung, riêng chị thì chị Hai Long Thế Hải bao nhiêu phần trăm? 90%, em rất là perfect trong mắt của chị. Nhưng em xử lý bài hát thứ hai không có hay vô cái câu đầu tiên, mà ngược lại chị lại thích cái cách của bạn này hát nó nhẹ nhàng hơn. Em đi vô thí dụ như là tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, nó chưa có vô, tự nhiên em làm nó bị gãy. Thí dụ như mà nếu là chị hay là tất cả là tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, đó mới là hay. Chị muốn em thoải mái hơn. Chị muốn em thoải mái hơn. Và để xem kết quả sẽ như thế nào. Bây giờ là kết quả giữa cặp đối đầu Thế Hải và Anh Quốc. Với cặp đối đầu này, kết quả như sau. Chúc mừng Thế Hải vào vòng trong. Chúng tôi rất tiếc phải chia tay Anh Quốc ngay tại đây. Thưa quý vị, cặp đối đầu tiếp theo giữa hai thí sinh Bùi Ngọc Minh, 43 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và Huỳnh Thái Nghĩa, 42 tuổi, đến từ Bình Thuận. Chúng ta cùng làm quen với anh Bùi Ngọc Minh trước. Thưa quý vị, anh Bùi Ngọc Minh là một nhân viên công ty du lịch. Anh biết hát từ năm 15, 16 tuổi rồi. Nhưng mà để gọi là biết hát cho hay, biết xử lý hát ngân nga, cảm xúc đầm ấm thì tầm 10 năm trở lại đây thôi. Đặc biệt là chất giọng của anh cực kỳ ấm áp, và thần tượng của anh chính là huyền thoại Hoàng Oanh. Để xem là ngày hôm nay anh sẽ lựa chọn giám khảo nào để đưa ra quyết định chọn bài hát dành cho anh trong phần thi đơn ca. Mời lựa chọn của anh Minh. Xin mời giám khảo Vũ Thành Vinh. Mấy người tên In là hay đập chai lắm nha. Có phần In từ phía sau á, nên là không nhìn mặt nhưng mà tôi đoán anh này đập chai. Sống đêm đi, tôi thích sống đêm. Đúng. Đúng với cái giọng hát mà có cái thời gian đó ha. Nó có cái thời gian từng trải anh này là đó, kiểu vậy đó.
Với cái tuổi này thì đúng là xóm đêm thì với cho em nghe thử đi anh. Nghe thử hả? À đúng rồi, nghe thử một đoạn. Qua bên nước xưa lá hoa về chiều, lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa. Rồi, bài nào cũng dính hết. Bài nào cũng dính. Nhưng mà với cái đồ này chắc Vinh là cần xóm đêm. Xóm đêm dành cho anh Bùi Ngọc Minh. Bây giờ chúng ta cùng xem đối thủ của anh Bùi Ngọc Minh sẽ được giám khảo chọn bài gì. Và dĩ nhiên chúng ta cùng đến với Huỳnh Thái Nghĩa. Hiện đang là thợ phun sâm thẩm mỹ. 12 năm trước thì anh đã có một biến cố, và từ đó anh đã đến với dòng nhạc Bolero đến tận này. Ngày hôm nay để xem. Chưa gì anh nức nở rồi. Chắc chọn tôi quá. Bình tĩnh nào, anh sẽ chọn giám khảo nào? Dạ. Dạ, mời anh. Trời ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, cho em xin một cái giọng của anh. 10 năm kết mây thành hoa trắng. Ok, em sẽ chọn cho anh Thái Nghĩa yêu mến của em bài Xót Xa. Thưa quý vị, và bây giờ để xem lựa chọn của các giám khảo dành cho anh Bùi Ngọc Minh và Huỳnh Thái Nghĩa sẽ được thể hiện như thế nào trên sân khấu. Xin mời anh Bùi Ngọc Minh. Sao chung đường chung bước. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì. Ngờ như không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì? Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chạp cánh bay đi, mang về trả lại chẳng sao. Quên nhau đừng để cho nhau buồn lòng. Đời như chiếc lá rước rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cất chi nào chẳng đau lòng. Ôi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cất chi nào chẳng đau lòng. Đến giờ phút này tôi tự tin có thể nói rằng Solo cùng Bolero là một sân chơi công bằng dành cho mọi lứa tuổi. Khi chúng ta vừa được thưởng thức phần dự thi đơn ca của hai thí sinh có số tuổi lớn nhất mùa thứ 7 năm nay. Nhưng đặc biệt là anh chưa từng tham gia bất kỳ một sân khấu nào cả, thưa quý vị. Và bây giờ hãy cùng xem khảo sát lợi thế phần thắng đang nghiêng về bên nào. Xin mời. Kết quả đã nghiêng về anh.
Thái Nghĩa. Và bây giờ phần thi quyết định dành cho anh Bùi Mộc Minh và Huỳnh Thái Nghĩa xin được bắt đầu. Về cõi hư vô.
À, chúc mừng hai người bạn. Lúc mà mọi người bên trong đó, tôi có nghe MC nói rằng là Nghĩa có một biến cố cách đây 12 năm. Chỉ mới nhắc tới 12 năm thôi à, mà cậu ấy đã khóc làm lạc cả giọng. Không biết là Nghĩa có vui lòng để chia sẻ cái câu chuyện kỷ niệm đó của mình không? Dạ, em sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo của huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Từ nhỏ tới lớn là mồ côi cha, gia đình chỉ có hai anh em. Và cái biến cố lớn nhất trong gia đình em là năm 2009, em trai của em đi biển, mất ngoài biển. Lúc em trai của em mất thì vợ của em trai có bầu 4 tháng. Từ lúc em trai của em mất thì em bị trầm cảm. Em bị trầm cảm, em nhốt mình một mình. Em không giao tiếp với ai, em chỉ làm bạn với bóng tối. Tối về em tắt hết điện, em hát ngân nga, em hát có khi cả đêm em không ngủ, em chỉ hát. Rõ ràng là với anh Thái Nghĩa thì sân khấu của Solo cùng Bolero chính là cơ hội để anh bước ra ánh sáng, thoát khỏi cái không gian trầm uất đó nữa anh nhé. Thay vì nhận xét, tôi sẽ làm một việc ít khi tôi làm. Dạ. Tôi đứng lên vỗ tay. Cái vỗ tay này là để cảm ơn tất cả các thí sinh. Phải nói đây là một mùa rất đặc biệt. Hàng ngàn phần dự thi online gửi về. Và có những đêm tôi một mình coi rất nhiều. Và không chỉ coi các anh hát mà coi câu chuyện đằng sau nữa. Anh Thái Nghĩa đây, có một bạn đã đưa cho tôi cái tờ giấy mà chờ kết quả đó. Ở năm trước anh để anh bàn thờ anh. Trời đất ơi. Tôi chỉ nhìn như thế thôi. Và chị Nhung hỏi là tại sao anh kiếm ra được những cái người như vậy. Tôi không kiếm, âm nhạc tìm đến. Nhưng anh như vậy không phải đi thi, mà đến đây để dâng hiến cái tiếng hát của mình cho khán giả. Và họ chọn Solo cùng Bolero. Nhiều đó là tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ là vỗ tay cho chúng ta. Cảm ơn thầy. Lại một ca khó nữa, không đưa ra sự hài lòng của mình dành cho quyết định. À, không đưa ra phần nhận xét thôi, nhưng anh vẫn có sự hài lòng riêng của Vinh. Vâng, dạ. Tôi đang mong chờ điều đó thưa anh. Bao nhiêu phần trăm với mức độ hài lòng? 90%. 90%. Chị Phi Nhung thì sao ạ? Mức độ hài lòng của chị dành cho sự lựa chọn của chị dành cho anh Thái Nghĩa? 95% về cái bài hát của anh. Wow. Anh Đàm Vĩnh Hưng, mời anh. Anh Minh có một chất giọng ấm, rất là quý và tình cảm. Tuy nhiên, những cái phần đầu hát của anh á, nó bị chông chênh về cao độ ha. Yeah, yeah. Rồi tới Nghĩa cũng giống như anh Ngọc Minh, nhưng ít hơn. Nhưng sau đó thì em càng vào trong thì em mức độ tình cảm của bài hát á, nó nhiều hơn. À, giọng Nghĩa là giọng rất là nội lực, nha, rất là dày. Nhưng em bớt rạch ra chữ á, đôi khi lòng muốn ít thôi. Nó phải hợp lý, nó rơi vào đúng cái thời điểm trong những cái câu nó ý nghĩa nhất. Chứ đừng ngay từ đầu tới cái phần song ca, anh Minh là chiếm ưu thế độc tôn luôn. Nó rất chắc chắn và rất bản lĩnh. Nghĩa thì bị chinh phô ở trong bài này khá là nhiều, cho nên là để phải lựa chọn một trong hai, buộc lòng Hưng sẽ phải nghiêng về anh Minh nhiều hơn. Dạ, cảm ơn em. Với cặp đôi Bùi Ngọc Minh và Huỳnh Thái Nghĩa, kết quả như sau. Thưa quý vị, vòng kết tinh của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7 xin được chào đón Bùi Ngọc Minh. Và chúng ta rất tiếc phải chia tay anh Huỳnh Thái Nghĩa tại đây. Cảm ơn anh đã đến với Solo cùng Bolero. Thưa quý vị, hai gương mặt sẽ làm nên cặp đối đầu tiếp theo sau đây. Đó chính là Lan Vy, 27 tuổi, đến từ Phú Yên, và Hiền Anh, 23 tuổi, đến từ Thái Nguyên. Hai bạn đều là ca sĩ tự do, và hai bạn đã xin phép ban tổ chức thông tin xin được giới thiệu chỉ đến đây thôi. Và hai bạn sẽ cùng hòa ca với nhau một ca khúc ngay bây giờ để chinh phục các giám khảo trước khi đưa ra quyết định lựa chọn giám khảo chọn bài hát cho phần thi đơn ca của mình. Hello, anh Hưng muốn nói gì ạ thưa anh? Anh muốn nói rằng là khi các cô thích cân nạo với chúng tôi, làm khó chúng tôi, thì chúng tôi sẽ chọn bài khó cho các cô thi. Càng cái tội mà thích hát song ca, cho người ta biết giọng của mình, để người ta còn cứu vớt, chọn bài dễ cho Hào đi vào trong. Dạ thưa anh, thật hồi hộp, hai bạn đang chờ điều đó. Rồi, lên bài đi. Thì thôi ta đã lo, lìa xa bên bờ, đời lên đến sóng vô, buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ. Cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Sau khi màn hòa ca đó gửi đến giám khảo, thì hai thí sinh chúng tôi cũng xin thêm một điều nữa từ ban tổ chức và đã được chấp nhận. Đó chính là bằng tất cả sự đam mê, nhiệt huyết và quyết tâm của mình mang đến Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7. Được thì hai bạn cùng vào, còn không hai bạn cùng về. Úi, lại cái áp lực. Áp lực quá.
Nếu mà nói như vậy thì nên chọn Đàm Vĩnh Hưng trước đi hai bạn ạ. Không nên. Vậy thì bây giờ cùng xem sự lựa chọn giám khảo mà hai bạn lựa chọn như thế nào. Đầu tiên xin mời Lan Vy. Lan Vy đã lựa chọn chị Phi Nhung. Hả? Mời chị Phi Nhung lựa chọn bài hát cho Lan Vy thưa chị. Nói chung chị cũng thương em lắm tại vì em chọn chị. Nhưng tại em cho khóc em, tại hả? em thách chị. Okay. Em làm khó chị quá, em hại não chị quá. Chứ đáng lý ra là chị chọn nhẹ nhàng cho bạn ấy tên là Chiều Cuối Tuần, nhưng em chọn Khóc Thầm. Giám khảo Phi Nhung đã chọn Khóc Thầm cho Lan Vy. Bây giờ đến Hiền Anh. Đừng có nghe em xây suối nha cưng. Lựa chọn của bạn là Đàm Vĩnh Hưng. Yes. Đây là một ca cực kỳ khó vì vị giám khảo ngay lúc này đây sẽ đưa ra bài hát làm sao để tương xứng với sự lựa chọn của giám khảo Phi Nhung. Tại vì nếu được ăn cả ngã về không hoặc là cùng vào hai là cùng về. Ta khóc thầm mà cho đoạn tuyệt luôn. Đó rồi. Đúng. Cái bài Không Bao Giờ Quên Anh nó bình thường lắm anh ạ. Em nói thiệt luôn. Anh biết. Anh chọn cái bài Đoạn Tuyệt cho em đi. Em quan sát thật kỹ nha. Với cái lứa tuổi này, Đoạn Tuyệt là bài mới. Họ rất là dễ cảm nhận và đón nhận, hát theo cách của người trẻ. Nhưng với cái bài Không Bao Giờ Quên Anh, lơ mơ một cái là ôm hết. Nếu em muốn khó thì phải giao cái bài Không Bao Giờ Quên Anh. Không, em, nếu em là em sẽ chọn bài Đoạn Tuyệt. Theo dạ. Lời Phi Nhung. Đoạn Tuyệt nha. Lát hồi ra có chuyện gì là biết lại tôi. Đoạn Tuyệt. Liệu rằng sự đồng thanh tiếng thủ này của hai cô gái sẽ mang đến kết quả như thế nào? Xin mời tiếng hát Lan Vy. Sau phần thi đơn ca, hãy xem khảo sát lợi thế đang nghiêng về ai. Chúc mừng Hiền Anh.
quả sẽ như thế nào. Phần dự thi quyết định bắt đầu. Quý vị, một tràng vỗ tay cho guitar Lê Huy ạ. Anh xin phép nói để cho các bạn, nếu có đi tiếp thì đi kiểu gì?
Còn nếu là về thì cũng không có buồn. Bây giờ về Lan Vy chứ chắc chắn rồi. Nghe xong ai cũng thể nói giống ai đó. Nhưng đâu đó anh thấy nha, anh thấy được. Có những nốt em đi nó theo cách của em. Dáng như vậy trên sân khấu thì còn chê vào đâu được. Mặc đồ đẹp, hát cũng hay. Chỉ có như vậy em bị một chút ở những cái nốt đầu thôi. Bây giờ qua Hiền Anh, thật sự mà nói, giọng hát của em và cái cảm xúc của em, một người đứng sân khấu, anh thấy em dồn hết vô trong tiết mục. Có cảm giác. Trong tập hôm nay, vòng hội tụ của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7 là màn tranh tài của 4 cặp thí sinh đầy tươi mới trong cách thể hiện và đậm đà trong giọng hát. Họ sẽ thể hiện khả năng vượt trội của mình như thế nào? Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Kính thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị đến với cặp đối đầu đầu tiên. Chúng ta cùng làm quen với Hoài An. Hoài An là một cô gái 17 tuổi đến từ Quảng Ngãi, đang là học sinh của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và để xem ngày hôm nay Hoài An sẽ chinh phục Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7 như thế nào. Và Hoài An thân mến, bây giờ việc của Hoài An phải làm đó chính là lựa chọn giám khảo đưa ra bài hát mà bạn sẽ dự thi. Quyết định của bạn là gì? Xin mời. Xin mời chị Phi Nhung ạ. Chắc mình không chọn mẹ không phải không? Phi Nhung mà người mẹ. Em bắt đầu em sẽ chọn một loại hoa, hoa nở về đêm. Và đối đầu với Hoài An chắc chắn đây chính là Thúy Quỳnh, 21 tuổi, đây là cô gái đến từ Bạc Liêu. Xin mời lựa chọn của Thúy Quỳnh. Đó là giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Hello Thúy Quỳnh, cảm ơn em, một sự trân trọng dành cho anh. Anh sẽ chọn bài Tình Yêu Trở Lại Đằng Sau. Và bây giờ hãy cùng xem cả Hoài An và Thúy Quỳnh sẽ thể hiện phần thi đơn như thế nào. Đầu tiên hãy cùng đến với tiếng hát của Hoài An. Đêm như khi quen nhau,
giữa đêm thâu rót vào trong lòng. Và rõ ràng là các thí sinh của Solo cùng Bolero mùa 7, các bạn là những gương mặt hoàn toàn tươi mới. Và phần thắng đang tạm nghiêng về thí sinh nào? Và đó là Hoài An! Không chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng hướng mắt để xem màn song đấu giữa Hoài An và Thúy Quỳnh. Ai biết thấy phương rơi không.
xin chào Hoài An và Thúy Quỳnh. Khi mà hai bạn xuất hiện đó, cái hình ảnh nó trong trẻo, nhưng mà hai bạn phải nghe kỹ cái phần melody nhiều hơn. Chú cảm giác là các con nghe chưa có thấm, nên cái nhịp vô ở đâu đó nó vẫn không có bám vô được. Bây giờ thưa chị Phi Nhung, với sự lựa chọn bài hát của chị dành cho Hoài An, chị hài lòng bao nhiêu phần trăm? 80%. Với sự lựa chọn bài hát mà anh dành cho Thúy Quỳnh, anh hài lòng 90%. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng đến với kết quả giữa cặp đôi Thúy Quỳnh và Hoài An. Rất tiếc phải chia tay. Hoài An và cả Thúy Quỳnh, hai bạn phải dừng cuộc chơi tại đây. Đây là cặp đối đầu giữa Nguyễn Thành Nhân, 30 tuổi, đến từ Cần Thơ, và Nguyễn Đức Hạnh, 31 tuổi, đến từ Quảng Trị. Với Nguyễn Thành Nhân đang công tác tại Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ, và ngày hôm nay để xem Thành Nhân sẽ lựa chọn giám khảo nào. Giám khảo Phi Nhung. Lựa chọn của chị Nhung là Đừng Nhắc Chuyện Lòng. Bây giờ Nguyễn Đức Hạnh. Thưa quý vị, đây chính là chàng ca sĩ tự do. Và Đức Hạnh tự nhận thấy điểm mạnh của mình, đó chính là sự da diết và truyền cảm. Đặc biệt có 10 năm dành trọn tình yêu của mình cho dòng nhạc Bolero rồi. Và để xem Đức Hạnh sẽ lựa chọn vị giám khảo nào. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Áo Hoa. Yes. Đúng rồi. Dùng nha. Để xem cuộc đối đầu của hai chàng trai nhà họ Nguyễn này như thế nào. Đầu tiên hãy cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón tiếng hát Nguyễn Thành Nhân. Tôi còn trông ngóng làm chi nữa, đó đã đưa ngang từ thuở chẳng bao giờ dám nói đâu, mấy năm cách biệt mình gặp lại nhau, cúi mắt ngỡ ngàng đường ngày nay đi, giờ đời con gái qua rồi, từ ngày bước sang thềm hoa. Kỷ niệm hay để ngủ yên trong tim, nhắc lại chỉ làm mình thêm xót xa. Dù anh không muốn dối lòng, dù không khơi đau cho tàn, hỏi lòng mấy ai không buồn. Bao nhiêu ân tình thuở nào, cầm bằng như nước cuốn dưới chân cầu. Xin em hiểu cho đời anh, cánh hoa trong gió dập vùi tháng nở, duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách, thôi đành vĩnh biệt từ đây hỡi em. Đừng gieo thêm nỗi than sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó xin chôn vùi. Thank you.
gặp nhau cái thuở ban đầu, áo xanh áo ở xanh mà em mặc một màu thiên thanh, rằng em đẹp tựa trong tranh, tình trong đôi mắt mà tình trong đôi mắt duyên lành mình đã trao. Bữa sau em mặc áo vàng, áo em áo ở em mà nỡ sầu, một bông khúc vàng dịu dàng làn điệu dân ca mà nghe ai hát, mà nghe ai hát duyên thề của lứa đôi. Anh về hái nụ hoa si gieo hương thơm cả đường đi lối về, dẫu đời còn lắm nhiều khê, yêu em yêu cả bốn bề áo hoa. Hôm nay em mặc áo hường, vẫn là em đó thiên đường anh mơ, mong rằng có chút đợi chờ trong đôi mắt đó, mà trong đôi mắt đó còn mơ những gì, mong rằng có chút đợi chờ trong đôi mắt đó, mà trong đôi mắt đó còn mơ mơ những vừa rồi là phần thi đơn ca của Thành Nhân và Đức Hạnh. Hãy xem chỉ số khảo sát đang tạm nghiêng về bên ai. Khảo sát bắt đầu. Xin được chúc mừng Đức Hạnh. Lợi thế ban đầu vẫn chưa là gì cả. Ngay bây giờ phần đối đầu giữa Thành Nhân và Đức Hạnh xin được bắt đầu. Trong đời tình xưa
đi em. Dù buồn vui cay đắng mặn nồng, hát nữa đi em. Mỗi bước dài nối liền tương lai, rồi ngày mai có nhau trong đời. Cái bài đơn á, anh hơi thất vọng với em một chút. Chị dạ. Em xử lý cái to nhỏ với cái hơi á, anh ghi là cứng. Nhưng bắt đầu đến cái phần song ca, có thời điểm em vượt Đức Hạnh luôn. Anh cũng rất là muốn đứng lên nhưng anh sợ em phân phấn quá, có khi em nhấn ga nó chạy mất. Đức Hạnh thì em xử lý, em hát rất là điêu luyện. Thậm chí cái hơi của em nó còn rền vang. Cái giọng của em là lực rất là tốt. Rõ ràng cái màn song ca tụi em làm rất tốt. Chị nói thật nha, hay vô cùng luôn. Chị không có thất vọng mà khi mà chị chọn cái bài cho em. Bây giờ tới phiên anh nói, chàng trai Quảng Trị nè, em hát bản lĩnh cao độ của em chuẩn xác, không có bị xê dịch chút xíu nào hết. Em luyến lấy ngọt ngào, nghe dễ chịu. Rồi tới khi mà em vào song ca, hai đứa em song ca, gần như là cơ hội sống còn nó rõ ràng ở trước mắt luôn. Chính em đã thắp lên ngọn lửa cần phải thể hiện ở trong nhân. Em xin chỉ số hài lòng 100%. 100% thưa quý vị. Chỉ số hài lòng của chị Phi Nhung dành cho sự lựa chọn của chị đối với Thành Nhân. Rồi, 97%. Vậy thì liệu rằng kết quả cuối cùng của Đức Hạnh và Thành Nhân là như thế nào? Mời chúng ta đến với giây phút gây cấn ngày 7 giờ. Cái tên sẽ cùng đồng hành với Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7 trong vòng kết tinh. Xin được chúc mừng Đức Hạnh và cả Thành Nhân nữa sẽ cùng đồng hành với chương trình. Trang Thư 22 tuổi đến từ Phú Yên và Võ Thúy Hằng 21 tuổi đến từ Huế. Thưa quý vị, chúng ta cùng làm quen với Trang Thư trước nhé. Thưa quý vị, Trang Thư đang là sinh viên trung cấp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh khoa Thanh nhạc. Từ nhỏ khi mà các bạn đồng trang lứa thích nghe nhạc thiếu nhi thì Trang Thư đã yêu mến Bolero rồi. Chúng ta cùng chờ đợi xem nhé. Mời lựa chọn của Trang Thư. Chú muốn nghe một câu hát của con. Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người
tiễn một người đi. À, có cái để nghe đấy nhỉ. Chú sẽ chọn cho con tấm ảnh không hồn. Khớp lệnh với nhạc phẩm tấm ảnh không hồn. Chúng bạn tự tin. Còn bây giờ, đối thủ của Trang Thư đó chính là Võ Thúy Hằng, là sinh viên năm 3 của Học viện Âm nhạc Huế. Xin mời lựa chọn của Võ Thúy Hằng. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Xin chào Thúy Hằng. À, Thúy Hằng ơi, em có thể hát một câu anh nghe thử giọng em cái nào? Một mai qua cơn mê, sau cuộc đời bênh bông, tôi lại về bên em. Anh sẽ chọn cho Thúy Hằng bài hát Phố Vắng Em Rồi. Bây giờ, phần thi đối đầu dành cho Võ Thúy Hằng và Trang Thư xin được bắt đầu với phần thi đơn của Trang Thư. Xin mời. Thêm nhà tươi pháo hồng, anh ơi
duyên chưa thắm chuyến đò xưa sao nỡ quên. Thương còn thương những chiều đời chưa biết nhiều, nghẹn ngào nhìn nhau không nói. Yêu còn yêu tiếng cười ngày mới quen nhau, ngỡ ngàng tình trong mắt sâu. Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mạnh hồn đơn giá lành. Anh ơi phố khuya bâng quăng dầu buốt ra tim em, hương xưa ái ân theo em đêm vầng trăng dài thềm. Từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình em qua bóng đêm, hương xưa ái ân theo em đêm vầng trăng dài thềm. Từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình em qua bóng vừa rồi là phần thi đơn của Trang Thư và Võ Thúy Hằng. Liệu rằng sau phần đơn ca, lợi thế đang nghiêng về Trang Thư hay Võ Thúy Hằng? Chúc mừng Võ Thúy Hằng! Ngay bây giờ, phần song đấu giữa Trang Thư và Võ Thúy Hằng bắt đầu. Tâm áo thiếu anh lòng em thấy quạnh hiu.
Cảm ơn nhạc sĩ Lê Huy. Trang Thư, chị thích cái giọng của em, nó dày, nó chín mùi. Thúy Hằng thì giọng rất là tốt, mặt rất là sáng sủa. Còn hát chung với nhau thì lại là Trang Thư, hát rất chuẩn. Em diễn trong cái bài hát rất tốt. Chị nghiêng về Trang Thư nhiều hơn, là tại vì Trang Thư cái giọng rất đặc biệt. Sẵn thì Hưng cũng xin được nói luôn, trong bất kỳ một dòng nhạc nào cũng vậy hết, điều tối kỵ nhất là hát trên phô. Mà Bolero lại càng đặc biệt hơn, lại càng cấm kỵ hơn, vì nó dễ làm cho người ta bị bể phê. Thúy Hằng lại làm bài đó rất là tròn trịa. Anh đã hài lòng mấy phần với lựa chọn của mình dành cho Thúy Hằng à? 95%. Đến 95%. Nó chỉ còn 5% về độ nuôi ăn to nhỏ xíu nữa thôi, màu sắc nữa, tại vì giọng của em này mới là giọng đặc biệt. Và bây giờ đến lượt giám khảo Phủ Thành Vinh. Anh hài lòng bao nhiêu dành cho Trang Thư thưa anh? 80%. Và bây giờ cùng xem màn đối đầu giữa Trang Thư và Võ Thúy Hằng kết quả sẽ như thế nào. Xin được chúc mừng Thúy Hằng. Xin được chia tay với Trang Thư. Chuẩn bị đến với cặp đôi này, đầu tiên tôi muốn ban giám khảo sẽ nghe một lời chào của hai thí sinh. Anh đến cưới trên đường vắng xưa, ôm trong tim bao nhớ nhung với đây. Bước cứ bước không cần nghĩ suy, phố vắng xưa nay đã rêu xanh màu. Cặp này rất yêu thích và thần tượng giám khảo Đàm Vĩnh Hưng và Phi Nhung. Cả hai thí sinh xin được phép cùng chọn giám khảo quyết định cho bài hát phần thi đơn ca của mình là giám khảo Vũ Thành Vinh. Tâm Thảo sẽ hát bài Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi, và Bình Minh sẽ hát Sến. Hy vọng hai bạn thể hiện thật tốt và chinh phục các vị giám khảo cũng như hai thần tượng mà các bạn yêu mến nhé. Bình Minh sẵn sàng lên sân khấu, xin mời. Thank you.
chân hoa mộng vào đời. Một chiều nhẹ mưa mây thành u buồn giăng lối. Cùng đến ngay với khảo sát để xem lợi thế đang nghiêng về ai. Và lợi thế đang tạm nghiêng về Tâm Thảo. Bình Minh và Tâm Thảo với sự hỗ trợ tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Lê Huy. Mời phần thi quyết định bắt đầu. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay
sẽ thấm cơn lạnh khi gió lạnh.